Ở đấy mạng hơi yếu á, mà chính là cái mạng 4G chắc là ok hơn, ổn hơn ở đây chị. Khả năng cao là nếu mà cuối phiên hôm nay mà không có cái câu chuyện mà thiên lộn bán láo giống ngày hôm qua thì chắc là vượt 720 luôn đấy chị. Nha, thị trường hiện tại bây giờ VN30 là đang tăng đến tận 9,6 luôn đó anh chị. Tăng 9,6 gần 10 điểm luôn. Mà VN Index thì tăng 6 điểm mấy. Thực sự là không thể khó tin với thị trường này lắm. Khó tin lắm. Vinamilk nó tăng 3,6 luôn, 140,2 luôn anh chị. Thì đúng là cái lực cầu đến từ Vinamilk rất là mạnh luôn anh chị ơi. Bên cạnh đó thì ngành thép cũng đáng quan tâm đấy anh chị. Ngành thép là vì tích lũy đủ rồi, theo phân tích cái thời điểm chính xác ngày thì Thắng không biết, nhưng mà Thắng nhìn thấy ngành thép cũng tích lũy cái giai đoạn vừa rồi là cũng ổn ổn ở đây anh chị. Có một số đơn nơi thì cho rằng là ngành dầu khí, nhưng mà Thắng vẫn cho rằng là dầu khí nó ảnh hưởng khá nhiều vào giá dầu, mà chưa biết là cái điểm dừng của giá dầu ở đâu. Theo cái thông tin sáng sớm nay trong nhóm tự doanh chứng khoán, các anh chị cập nhật về giá dầu á, một số anh chị em cập nhật giá dầu á, thì có vài thông tin về cái ngành dầu khí nó như thế này anh chị này. Thứ nhất á là cái cam kết cắt giảm sản lượng thì ok, nhưng mặc dù là bên bên cam kết cắt giảm thì rất là tốt, đồng ý là cắt giảm tốt, nhưng mà cái cung á, tức là OPEC thì phần lớn là tuân thủ cắt giảm sản lượng theo cam kết. Nhưng mà các quốc gia mà không thuộc khối OPEC và cũng không nằm trong cái khối cam kết á, thì sản lượng vẫn tăng, sản lượng dầu thô của Mỹ tăng, và việc phục hồi của giá có thể thúc đẩy hoạt động khai thác dầu đá phiến tiếp. Dẫn đến câu chuyện là anh đá phiến anh không cam kết nên anh cứ chơi đại luôn ra, thành thử giá dầu bị chịu áp lực rất là lớn. Thì một vài cái điểm ảnh hưởng của giá dầu đến như thế thì sẽ thấy rằng là nó ảnh hưởng quá lớn vào giá dầu, nên cái ngành dầu khí vẫn chưa được là cái thứ mà nhóm tự doanh cho rằng là đưa vào ưu tiên. Một ý khác thì lại cho rằng là băng, cổ phiếu ngành ngân hàng và Vinamilk thì đúng là hôm nay đúng băng và Vinamilk. Còn băng và thép thì có khả năng là vẫn là nó sẽ song trùng là băng thép Vinamilk, và nó sẽ xoay 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 trục như vậy để giữ thị trường anh chị, để giữ thị trường, để giữ cho cái đà tăng của nó tốt tích cực. Thì ngành thép anh chị nhìn thấy không, ví dụ như là nếu anh chị nào mà dành kỹ thuật đó, phân tích kỹ thuật đó, thì nhìn thấy thép Tiến Lên này, Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim nó cũng ok ổn rồi á. Nó ổn đây không phải về mặt giá, bởi vì cái giai đoạn trước anh chị sẽ nhìn thấy cái giá nó tăng khá là cao mà nó giảm chưa có nhiều, nhưng cái về mặt thời gian đó anh chị, thời gian nó ổn rồi anh chị. Về mặt thời gian giai đoạn vừa rồi là nó khá là tích lũy khá là lâu rồi anh chị. Em lấy ví dụ như là Tiến Lên chẳng hạn nhé, về mặt giá thì đúng là nó khá là lâu rồi, nó tăng khá là nhiều, nếu tính ra nó tăng từ 9 mà lên tới tận 10 15.5, nhưng mà đợt vừa rồi nó giảm lại cũng từ ngày 14 tháng 2 đến giờ là nó giảm khá tốt này, Tiến Lên được này, Hoa Sen cũng ok này anh chị này. Hoa Sen em thấy cũng thời gian giảm cũng thời gian tích lũy bằng thời gian lên rồi anh chị. Đó là nói thẳng ra là nó cũng giảm lâu rồi này. Hoa Sen cũng ok này, Hòa Phát cũng ok nữa anh chị này. Hoa Sen này, Hòa Phát này. Hòa Phát cũng một đợt tích lũy khá là lớn rồi đấy. Nó có một đợt tăng rất là dài nhưng đợt tích lũy của nó cũng khá là tích cực. Anh chị không tin thì cứ chờ đợi đi ạ. Em sẽ thấy Hoa Sen, Hòa Phát sẽ tích cực trong vài phiên tới. Mạng yếu hả? Mạng 4G rất là tốt mà anh Chính Lâm ơi. Mạng 4G tốt chứ. Đúng không? Để em coi lại xem nào. Rõ ràng em thấy mạng 4G tốt mà. Em đang để chế độ mạng 4G mà đúng không? Sao nó lại chập chờn thế nhỉ? Đang 4G luôn, nó chạy trên máy điện thoại di động 4G của Viettel á. Ok hơn chưa? Nghe ok mà đúng không? Chắc là mạng mượt mà, ok good mà. Mọi người good good phát đi sao nào? Good good đi sao nào? Mạng ok mà đúng không? Đúng rồi. Tự dưng thấy mạng chập chờn làm thấy hết hào hứng nói luôn. Đấy đúng rồi, mọi người để lại cái ok thì xác nhận ok, like liếc ra lưỡi đàng hoàng đi. Tiếp tục nha anh chị, tiếp tục không?
Tiếp tục chúng ta cùng nhau chèo lái con thuyền này vượt 720, ok không ạ? Nghe thấy câu này chắc anh chị nào cũng khoái. Vượt 720, thị trường mà cứ sừng sừng lên thì ai mà không khoái. Em cũng khoái nữa, là mặc dù em chả có cổ phiếu nào nhưng mà thực tế là vẫn khoái. Trường nó càng tăng thì phí của em nó càng nhiều, lương của em càng lắm nên em cũng khoái, đúng không anh chị? Em đùa đấy, em đùa cho vui thôi. Cơ bản là thế anh chị. 6 điểm mấy rồi, 6 điểm mấy rồi thì chẳng lẽ trên chiều nay nó lại chơi bài thiên lộn như hôm qua? Em nghĩ là chắc cũng không đâu, sát 720 hả, 719.13, để em xem thế nào. Lực cầu thế này thì chẳng lẽ tí nữa thì chúng nó lại bán Vinamilk ra, cũng khó đấy. Với lại anh chị yên tâm là có một cái con át chủ bài là con Sabico. Con Sabico nó giảm từ 225.000 mà bây giờ nó còn có 200 thôi. Nếu chiều nay khoảng tầm 4 tỷ đồng thôi, nó kéo Sabico lên xanh hoặc là tham chiếu á, thì đảm bảo thưa với các anh chị rằng là thị trường bốc đầu ngay lập tức, 720 chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ở góc độ mà là tư vấn chiến lược á, gọi là tư vấn cho hoạch định chiến lược cho tổ chức á, thì em sẽ làm như thế. Cá nhân em thì em sẽ tư vấn là làm như thế. Nếu muốn thị trường break qua 720 rất cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ cần kéo Sabico lên, tức là bỏ tiền mua vào Sabico, bởi vì Sabico vùng giá này cũng rất là tốt, rất là tích cực thì sẽ tăng rất là mạnh luôn. Gas thì có thể giữ được rồi, bởi vì gas có một cái đợt giảm khá là sâu rồi, thì kéo bỏ tiền vào đẩy gas nữa là câu chuyện kết thúc tại đây thôi, đúng không anh chị? Để xem tình hình như nào, bởi vì em nghi là cái trường hợp là cuối phiên nên là vẫn có một số tài khoản vẫn đang để dành tiền để xem cái câu chuyện chiều nay là chúng nó chơi như nào anh chị. Thì có gì sát sát giờ á, sát giờ chúng ta sẽ bàn tiếp. Bởi vì quan sát gần sát giờ nó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn trong cái thời điểm này, đúng không anh chị? Khối lượng thì hôm nay là 125 triệu cổ phiếu đến thời điểm hôm nay rồi. Công nhận là cái ngành 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 cao su tự nhiên đấy anh chị, cao su tự nhiên tăng rất là tốt luôn. Hoàng Anh Gia Lai nó chết như nào nó sống lại như thế đấy các anh chị ạ. Em phải công nhận một câu chuyện đó, anh chị phải để ý, đúng là đánh đâu thì đánh, nhưng mà đúng năm nay mà bỏ qua Hoàng Anh Gia Lai với HNG thật sự là một sự tiếc nuối vô cùng luôn. Bởi vì nó không giống cái Q index đâu anh chị. Q index nó là câu chuyện khác, nó liên quan đến bất động sản khó định lượng lắm, nhưng mà ở đây là liên quan đến 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 mà ông bầu này thì nó là câu chuyện khác hơn một chút. Mà công nhận đợt này nó đánh kinh thật đấy, em chẳng tin là nó chơi qua 10 luôn, mà nó chơi qua 10 luôn, sợ thiệt. Có anh chị nào có ý kiến khác không? À, hôm nay em thử chơi thử làm thêm một cái món nữa, đó là điểm danh điểm trên các cái room xem anh chị ha. Hiện tại trên bên room của SSI thì họ đang đang nói khá nhiều về STB anh chị. STB, cái câu chuyện của STB mà đăng trên trên cả trên nhà đồng hành nhá, câu chuyện mà các ứng cử viên vào tái cơ cấu trúc Sacombank anh chị, thì bên Zoom SSI hiện đang nói rất là mạnh về 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 cổ phiếu này. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến câu chuyện là lực cầu đang khá là tốt vào 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 STB. Một room khác của bên chứng khoán Kit thì nói rất nhiều về Vinamilk luôn. Không biết là bên này là có ăn trực nằm chờ Vinamilk không, nhưng mà nói Vinamilk rất là lớn, rất nhiều luôn. Mị Vinamilk nói về Vinamilk, nói rằng là đổ lỗi cho ông Lê Văn Thắng là kéo Vinamilk nên room này rất là vớ vẩn này, không chấp nhận được, không thể đổ lỗi thế được. Còn trong một cái room khác, một cái room khác là về nơi tinh hoa hội tụ gì đấy, có của cái ông gì đấy, ông ấy nói nhiều kinh khủng khiếp về Hòa Bình luôn đấy. Thực ra ACB thì cái câu chuyện là 30 nó chỉ là câu chuyện sớm muộn thôi. Vấn đề là thời gian nó là bao lâu, bởi vì có rất nhiều vấn đề mà anh chị cần phải quan tâm đến ACB. Theo cái nguồn tin gọi là có thể là kiểm chứng rồi một phần á, thì cái câu chuyện ACB là câu chuyện tái cấu trúc nợ. Mà cái tái cấu trúc nợ mà nợ nợ càng tốt, càng nhanh, càng khẩn trương, càng xong á, thì cái độ sạch, độ trong trong lành mát mẻ của ACB nó càng cao. Thì sau 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 cái lần mà bầu kiên rồi các thứ á, thì việc kiểm tra lại tức là gọi là rà soát các khoản nợ xấu ở ACB là được ngân hàng nhà nước và các tổ chức có liên quan, gọi là các cơ quan nhà nước có liên quan vào, gọi là trà qua sát lại bới cỏ tìm sâu. Thì hiện tại bây giờ á, Vietcombank thì vẫn được đánh giá là ngân hàng tốt nhất Việt Nam, nhưng mà nếu mà độ trong sạch và vững mạnh, em đánh giá ACB là còn trong hơn là nước khoáng thiên nhiên La Vi luôn anh chị.
Bởi vì sao? Bởi vì sao nó trong? Cái trong ở đây nó không phải là cái trong do người ta đánh giá, mà cái trong ở đây đó là do năm mấy năm vừa rồi nó dính bê bối. Vì nó dính bê bối nên là các cơ quan chức năng họ vào họ kiểm tra, rồi họ thanh tra, rồi họ rà soát, rồi họ làm đủ kiểu trong cái ACB. Nên thành thử ra là nó rất là trong, rất là sạch. Đó là vấn đề của ACB. Chính vì điều đó nên cái việc ACB nó tăng điểm trong giai đoạn gần đây thì nó cũng, ngoài cái đó ra thì nó có một vài tin nữa liên quan đến ACB, nhưng mà tin này nó không có kiểm chứng. Nó chưa có kiểm chứng nên em cũng không dám phát biểu ở đây. Nhưng thực tế nó có rất nhiều tin liên quan đến việc tái cấu trúc cái cổ đông. Em chỉ dám nói là liên quan đến vấn đề tái cấu trúc cổ đông. Nó cũng giống như cái ngày xưa anh chị nhớ em nói về STB không anh chị? Em cũng chỉ là câu chuyện là em dự báo về STB thôi, nhưng mà không ngờ rằng STB là sau cái dự báo cách đây không nhớ không nhầm thì khoảng qua tầm 25 tháng 12 đó anh chị, nếu mà xem lại cái video của em làm vào lại ngày 25 tháng 12 gì đó là có nói về STB. Cái vùng giá đó em cho rằng là sẽ có cái chuyện tái cấu trúc của STB, mà đúng cuối cùng là nó thành thật, mà cuối cùng em chẳng có cổ phiếu nào, em buồn gần chết luôn. Mấy bữa nay buồn đúng là gần chết luôn. Đó là một. Thứ hai nữa, cái câu chuyện Hoàng Anh Gia Lai đó anh chị, em cũng có dự báo về Hoàng Anh Gia Lai, tức là không chết thì sẽ sống. Và cuối cùng là nó sống rất là mạnh, rất là khỏe luôn. Thực tế em có Hoàng Anh Gia Lai một chút, nhưng mà ăn non anh chị ạ, ăn non để bán mất tiêu rồi. Đó là Hoàng Anh Gia Lai. Còn đợt này thì em đang dự báo về SHB. SHB và sát nhập với Habubank. Ngân hàng SHB là ngân hàng đầu tiên sát nhập với Habubank. Đúng không anh chị? Và đây là đơn vị đứng ra là đầu mối chính xử lý một số khoản nợ của Vinasin. Những cái gì đi đầu thì thường được ưu tiên rất là nhiều. Và cái độ trong sạch vững mạnh ở đây thì nó không có trong lắm, nó chưa có sạch lắm. Nhưng về cơ bản là ngân hàng này không thể chết được. Mà đã là ngân hàng mà không thể chết được thì kiểu gì mệnh giá cũng chỉ là vấn đề sớm muộn thời gian thôi. Đó là câu chuyện mà em cảm nhận được cái câu chuyện này hơi sớm. Sớm hơn so rất 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 nhiều lần so với người khác. Em sẽ cảm nhận sớm các vấn đề nó nằm ở khoảng tầm 1 tháng trời hoặc là 2 tháng trời. Thì cái khi mà cái cảm nhận sớm thì các nhà đầu tư mà chiến lược dài hạn á, có hoàn toàn có thể giải ngân. Bởi vì là giải ngân từ từ, không vấn đề gì phải vội, phải gấp cả. Không giống như cổ phiếu tăng nóng, các anh chị phải lo vội vàng là phải mua ngay. Đó là vấn đề về việc cảm nhận ngân hàng SHB. Và đặc điểm nữa là ở đây là một trong những ngân hàng mà của anh, không nhầm được, của anh Bầu Hiền đúng không các anh chị? Anh Bầu Hiền đúng không? Thì ngày xưa các anh chị có nhớ một cái cặp ba hoàn hảo gồm có anh Bầu Hiến này, anh Đặng Văn Thành và anh gì nữa các bạn, các anh các chị biết không? Không phải đâu. À, nói chung là cái này sẽ bật mí sau trong cái video mà nội bộ hơn, công khai thì nhiều khi nó không hay. Nhưng cái bộ ba hoàn hảo này khá là ok đấy anh chị. Anh Bầu Hiến. Chắc có lẽ. Đùa thôi, không phải đâu. À, em chỉ dự báo vớ vẩn vậy thôi. Nhưng cái câu chuyện đó là câu chuyện có thiệt. Có thiệt. Và nếu đánh giá ở góc độ ngân hàng thì em đã có báo cáo đánh giá về góc độ ngân hàng. Thì SHB hiện tại được đánh giá là xấu nhất ngành. Đúng là nó xấu nhất ngành thì nó mới có giá 5.1. Chứ nếu mà nó tốt thì làm gì có giá 5.1. Nhưng cái câu chuyện các anh chị nhìn vào lợi nhuận của SHB và các cái chỉ số SHB á, thì SHB hoàn toàn xứng đáng với giá 7.000 một cổ phiếu. Hoàn toàn xứng đáng với giá 7.000 một cổ phiếu. Giá SHB hiện tại đang 5.1. ACB xứng đáng là ngân hàng tốt thứ hai Việt Nam, mà là ngân hàng mang tính chất tư nhân hóa, tư nhân hơn cổ phần và mang tính chất tư nhân hơn các ngân hàng thương mại. Thì ACB đứng xứng đáng đứng thứ hai và chỉ sau Vietcombank thôi. Vietcombank có giá 38 thì ACB hoàn toàn xứng đáng có giá 30.000 một cổ phiếu. BIDV và Công Thương thì em khỏi nói rồi, giá 20.000 một cổ phiếu với những cổ phiếu này là hoàn toàn hợp lý luôn. Không có gì mà phải băn khoăn. Vì vậy cái việc dự báo ngành ngân hàng năm 2017 sẽ dẫn sóng là hoàn toàn đúng và trúng luôn, nói thế là nói chân tình luôn ấy, nói rất là văn hóa lùn ấy, nhưng mà ý là gọi là cũng là rất là chân chất mộc mạc ấy, nhưng mà ý là nói thật với các anh chị luôn là có nhiều dự báo trên toàn thị trường, rất nhiều các tổ chức dự báo rằng là sẽ thị trường năm 2017 sẽ là một đỉnh mới vượt 720. Nói nhưng mà không có căn cứ. Em nói với các bác cái này này, muốn vượt 720 á mà không có sự góp mặt của các ngân hàng á thì có mà vượt vào mắt. Bởi vì đơn giản á, trong trọng số mà em hay thống kê 30 cổ phiếu lớn nhất á thì có 8 ngân hàng trong 30 cổ phiếu đó rồi. Nếu không có sự góp mặt của các ngân hàng thì không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ có trang mới của chứng khoán Việt Nam đâu, đừng có nằm mơ vượt 720. Muốn vượt thì phải có sự góp mặt của các ngân hàng, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa thì là câu chuyện là các anh chị mà tinh mắt mà phân tích kỹ thuật đó, gần đây anh chị thấy nhìn thêm 130 của Vinamilk á,
Thì có phải không? Có phải là 130 là cái điểm mà gọi là anh FNN anh không không gây áp lực nữa và anh lại quay đầu mua. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Lại thêm nữa là cái tin, thực ra cái tin này thì cũng em biết từ lâu rồi chứ không phải bây giờ báo đăng em mới biết. Đó là cái tin mà giá sữa bột nó giảm 25% ở thị trường New Zealand á. Cái này biết sớm hơn nhưng mà nhiều khi biết biết sớm tin vẫn chết như thường nếu như không có sự kiên nhẫn anh chị ạ. Cái này đúng đúng như thế. Còn còn chuyển sang dòng khác đi, anh chị muốn nghe dòng khác không? Ngành cao su hay là ngành sắt thép hay là ngành bất động sản? Em cũng tiện thể mấy video này đang có đông người xem á thì nói luôn về ngành bất động sản, anh chị nghe nghe cho vui. Bất động sản và hạ tầng. Thưa với các anh chị là ngành bất động sản ở góc nhìn gọi là phân tích vi mô thì em không có phải là dân analyst nên em không có đi vào vi mô từng cổ phiếu và từng doanh nghiệp được. Nhưng mà phân tích vĩ mô thì em có thể là nhìn sơ sơ một chút về vấn đề bất động sản nó như thế này. Nền kinh tế Việt Nam mình á, phần lớn trọng số của nền kinh tế nằm ở ngày xưa thì của dầu khí, gần đây thì có thêm viễn thông và bây giờ rất là nặng ở ngành bất động sản. Ngành bất động sản đóng vai trò then chốt của nền kinh tế Việt Nam. Nó là cái cán cân cả nợ xấu lẫn tùm lum tá lại các loại này nằm bất động sản cả. Tuy vậy thì năm cách đây khoảng tầm 2 năm thì có như một số cái gói hỗ trợ bất động sản. Nhưng gần đây với cái thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước về việc siết chặt cho vay bất động sản á, tức là thực tế nếu ai mà hiểu một cách nông cạn mà thô sơ á thì nó như này này anh chị này, nó này như này này. Bất động sản á, thì khi mà người ta mà đã cho chủ đầu tư vay rồi thì không được phép cho người mua nhà vay nữa, tức là không được phép cho vay của vay. Vay của vay. Đúng không anh chị? Đúng không anh chị? Ok, chờ em chút xíu ạ, em có chút việc tí anh chị tiếp tục, em sẽ nói chuyện anh chị nghe. Từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đấy, tình hình là nó như thế. Chắc khả năng chiều nay thì giờ này cũng gần 2 giờ rồi mà không thấy có dấu hiệu gì của chuyện bán ra nữa. Thì có khi nào thị trường vượt 720 luôn không anh chị? Anh chị nào đồng ý vượt 720 vỗ tay đèn đẹp phát xem nào. Không, thay vì vỗ tay anh chị like phát cho nó máu. Đấy. Đúng không? 96 người, 96 cái like, like rồi em cái nào. Bụp 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 bụp. Đấy, 96 cái like, 97 cái like. Thực ra là em là chuyên gia câu like chứ không phải là chuyên gia chứng khoán đâu anh chị. Anh chị đánh giá là nói là chuyên gia chứng khoán hay là nói chuyện chứng khoán nhiều nhưng mà thực ra em là chuyên gia câu like. Câu like và câu xe á. Chuyện này là có thật. Em chuyên câu luôn. Bởi vì người ta câu cá em câu like có gì đâu mà cũng không có gì cả bình thường ạ. Bởi vì like là tài sản vô giá mà anh chị. Cái sự yêu thích á, người ta có thể bán nhà bán cửa lấy tiền để đi mua sự yêu thích nhưng mà không phải dễ ai yêu thích được đâu. Có tiền chưa chắc đã có người yêu thích. Em thích được thích thế là like đúng không anh chị? Đùa vui quá. Dạ. Thị trường nó lên nên là thực ra ai cũng vui cả, anh chị vui, em vui, cả nhà vui. Chứ còn em ghét cái bệnh là thị trường mà nó chưa lên nóng quá mà đã sọc xeo, nghe nó chả đúng ai cả. Năm nào cũng có mà anh chị ạ, năm nào cái mùa nào theo kinh nghiệm thực tế của em, năm nào nó cũng tận dụng tình hình khi thị trường mà có biến cố mà ít tin hỗ trợ á, là chúng nó sọc xeo. Nó sọc xeo, nó cái dịch vụ này á thì thực ra khó lắm, khó ai được sử dụng lắm bởi vì nó liên quan đến vi phạm pháp luật. Nó cần phải có những cái nghiệp vụ liên quan để lách được luật thì mới sọc được xeo. Ở Việt Nam mình gọi là bán, ở nước ngoài nó gọi là bán khống, như ở Việt Nam mình là mượn hàng trước rồi bán á. Cái này nó không phải ai cũng xài được đâu, chỉ một số mà gọi là uy tín thôi. Nhưng mà cái phương pháp làm như thế em thấy nó không ổn chút nào hết á. Bởi vì thị trường người ta đang phát triển ổn định bền vững, các ông làm cho mất niềm tin, nhảy vào sọc xeo bán tùm lum lên. Thế là mọi người mất niềm tin, vui thì chẳng thấy đâu mà buồn thì em thấy nhiều người buồn lắm. Bản thân em ngày xưa cũng mất mát tiền bạc nhiều. Ở cái góc độ là bị chúng nó chơi xỏ, chúng nó sọc xeo, cái là nó ăn hết tiền của mình. Bởi vì mình nhỏ lẻ quá mà mình cũng không có nhiều thông tin á. Bị nó lừa cho nó sub cho. Nhưng mà lần đây thì em là một đầu mối để công bố công khai các thông tin đi. Nên mọi người cùng nghe, cùng chia sẻ, chia với nhau. À mà có một thứ nữa mà trong cái quá trình em trao đổi anh chị. Thì anh chị nhiều tin tức á, trao đổi ngược lại với em đi. Bởi vì nhắn tin inbox em. Inbox cho em hoặc là có tin tức gì ở trên này cứ công khai cho anh chị, đừng có gì phải ngại ngần cả, cứ công khai tin tức lên. Công khai tin tức thì nó sẽ là áp lực cho nhiều khía cạnh của vấn đề, nó sẽ tạo ra những cái sự phát triển tăng trưởng tốt anh chị. Đấy, thị trường đấy càng ngày nó càng lên mạnh thế này thì có chết không chứ này.
Sao hôm qua lại bán? Hôm qua chưa gì đã bị nó lừa rồi à? Mua cổ phiếu tốt mà, chúng ta đầu tư và kinh doanh lướt sóng trên nền cổ phiếu tốt. Và khi đã là cổ phiếu tốt, đấy bây giờ em mới nói đến câu chuyện khi mua cổ phiếu tốt nó có lợi thế là như nào. Tức là không sợ người ta úp vô mình, bởi vì mình vừa lướt sóng trên nền cổ phiếu tốt, tức là cổ phiếu dài hạn. Mình dùng ví dụ như mua khoảng tầm 10.000 cổ phiếu thì ta dùng 5.000 cổ phiếu để đầu tư dài hạn và 5.000 cổ phiếu để lướt sóng, trong các nhịp tăng mạnh thì bán, giảm xuống thì mua. Và 5.000 lúc nào cũng có hết, nên là thành thử ra là đầu tư dài hạn không có gì lo ngại cả. Vượt nối không anh chị? Khó đấy, em nhìn thấy cũng cái dư địa để vượt sập 720 là khó đấy. Hôm qua từ tham chiếu mà vượt lên 720 cũng khó nữa, mà hôm qua nó lại tập cho 3 điểm nữa, hôm nay vượt 720 là khó anh chị. Bám 720 đã là khó lắm rồi. Nếu bám được 720 thì ngày mai vượt thì may mắn ra thì có, thì được. Hôm nay hơi khó. Đúng không anh chị? Ông nhận là cái anh Tây hay thiệt. Có ông nào là tạo lập á? Em thấy là khuyến nghị mua Sabico được rồi anh chị. 202 rồi, mua Sabico được rồi đấy. Tạo lập mua Sabico, gom lấy khoảng 5.000 Sabico rồi đấy là ok. Nếu mà đầu tư nhỏ, bởi vì con này khó bán lắm, con này thanh khoản rất là thấp. Thanh khoản mỗi ngày có 50.000 thôi. Nên là mua 5.000 là nhiều rồi đấy anh chị. Mua 5.000 là 10% rồi đấy. Nên là mua Sabico mà mua ít thôi, mua 1.000, 2.000 thôi. Thì con này là ok. Biên Hòa thì anh biết rồi, con này thì Biên Hòa thì bây giờ vào gì nữa Hoan? Đúng không anh chị? Đúng rồi, có một cái ngành nữa mà em quên bén mất chưa thiết lập, đó là ngành dược phẩm anh chị. Ngành dược phẩm cũng hay nữa anh chị, ngành dược phẩm đúng là công nhận là em quên bén mất cái ngành này. Dược phẩm có Dược Hậu Giang này, Domeco này. Ôi giời ơi, Dược Hậu Giang này, Domeco này, cái gì nữa nhỉ? Dược có gì nhỉ? Domec Farm nè. Imec Farm. Đọc cũng không đúng nữa, chết thật. Đấy anh chị, nó là như thế đấy anh chị. Một ý kiến khá là hay, đó là thoát khỏi tất cả cổ phiếu Penny qua Blue Gap. Đúng, ý kiến này cũng đáng được trân trọng. Masan hả? Masan, chú đừng có BA, đừng có BA, bởi vì đừng có hỏi kiểu đó, bởi vì khi mà Masan đã tăng rồi các chú hỏi như thế là BA, anh không có thích cái kiểu đó, đúng không? Không đồng ý với quan điểm đó, bởi vì một nhịp vừa tăng như thế chú ngồi cái BA là thế nào? Masan nó vừa tăng một nhịp mà gần 8 cây tăng liên tục như vậy, các chú lại hỏi Masan có vào được không anh Thắng? Hỏi thế thì chơi khó anh nhỉ. Chú thật là chả giống ai cả. Rõ ràng nó lên gần 8 cây liên tục mà nó tăng từ 41, mà hôm nay xin thưa với các bác là Masan nó đã là 47 48 luôn rồi. Nó tăng một lúc gần 20% mà ông nhảy vào ông hỏi Masan mua được không anh Thắng? Mua như vậy hỏi như thế làm khó anh, có ai sao anh trả lời được? Anh có phải là thầy bói đâu mà hỏi gì trả lời được đúng không? đùa vui ấy. Đùa vui nhưng mà thực ra nó có cái ý thật của nó đấy, không nên hỏi như thế. Hỏi cái gì mà ví dụ như là hồi nãy như em nói ấy, SHB còn đang ngon này, giá bây giờ mới bắt đầu này. Đấy, mua đi, không mua đến khi nó tăng lại tiếc. Đấy. Ví dụ thế. Cái mạng có ok không anh chị? Chắc là mạng ok đúng không? FLC anh không tham, tức là anh không có một vài cổ phiếu trong danh mục em ơi, một vài cổ phiếu trong danh mục mà anh không định lượng được, mình anh không có tham gia. Ví dụ như nói rõ luôn là Faros, FLC, Fit, KLF, HRR, Đức Long Gia Lai, mấy cổ phiếu đấy là anh không tham gia, bởi vì khối lượng cổ phiếu của nó giống núi ấy.
Tức là nếu mà dùng giấy in A4 mà in số lượng in cổ phiếu ra để chứng nhận cổ đông á, nó bằng cái một cái ô tô tải. Vì vậy nên anh không tham gia những cổ phiếu đó. Nó quá nhiều luôn, nó quá nhiều, nó phát hành những năm về trước, nó phát hành quá nhiều nên là tham gia cái dòng đó anh không có nhu cầu tham gia lắm. Đúng không anh chị? Blue hả? Blue quay lại với lại mấy cổ phiếu lưu ý con Cotecom. Cotecom còn dư địa tăng rất tốt bởi vì VE của nó rất là thấp, EPS của nó cao, quý 1 này nó lại có lợi nhuận tốt nữa. Nên anh chị nếu thích Cotecom ok. Cotecom lưu ý, nếu anh chị đánh mà đánh ổn định bền vững đánh Cotecom ok lắm anh chị. Cotecom, con này mới hàng gọi là lâu nay không để ý đến nhưng hôm nay là để ý lại. Anh chị có thể xem xét Cotecom. Rớt hết, tất cả mọi người đều rớt. Livestream là vì 4G, livestream không liên quan gì đến không liên quan gì đến mạng công ty hết. Có mạng. Xài 4G livestream. Có mạng hết. Anh kiểm soát tình hình cho coi với. Thôi nói nhỏ thôi. Mất mạng, rớt mạng. Domenico đang trần. Anh chị có thể xem xét lại ngành thép đi anh chị. Bởi vì nếu tính về cơ bản mà blue mà ngon nó ngành thép tốt lắm anh chị. Quý 1, quý 2 của nó vẫn ok, vẫn tốt lắm. Mà giá này nó tích lũy đủ rồi, anh chị quay lại dòng thép sớm sớm lên tí được. Bởi vì em khuyến nghị là hơi sớm nhưng mà dòng thép tốt đấy anh chị. Thép được, Cotecom được, ngành ngân hàng ok luôn, đồng ý luôn. Vinamilk thì khỏi nói luôn rồi. Ok, cái dòng cổ phiếu mà này bột giặt cũng được anh. Lít gato kìa anh ơi. Ơi trời ơi, anh đá lâu lắm rồi không like nên là cái lưu lượng cái người xem nó giảm hẳn bởi vì là em bận cái đợt vừa rồi không có like. Anh chị nghe tiếng âm thanh có tốt không, nói nhỏ hơn một chút có được không anh chị, nói nhỏ hơn một chút có được không ạ? Bởi vì thấy sợ nói lớn quá là ảnh hưởng người khác. Anh chị nói nhỏ hơn một chút có nghe được không ạ? Anh chị đang nghe thì có cho ý kiến là nói âm thanh nhỏ hơn một chút được không ạ? Nghe được đúng không anh chị? Ok ạ. Âm thanh tốt lắm đúng không? Rồi. Thực ra thì hồi nãy đang nói dở với anh chị về ngành bất động sản anh chị. Ngành bất động sản thì cũng tốt. Bởi vì cuối quý 2 là thời điểm mà giao nhà rất là nhiều của các dự án. Thời điểm giao nhà là thời điểm book lợi nhuận nên là bất động sản cũng khá tốt anh chị, khá tốt. Tốt đấy anh chị. Nên là thị trường còn nhiều dư địa lắm, hoàn hảo perfect, nói chung là còn đủ dư địa để thị trường tăng xa và lâu. Nói chung thế nên là anh chị cứ yên tâm mà giao dịch. Chẳng vấn đề gì phải sợ hết. Đúng không? Đấy, Sabico nó kéo lên nữa. Chiều nay nếu theo thuyết âm mưu á, theo quy trình thuyết âm mưu gọi là thuyết âm mưu thì em cho rằng là nó sẽ kéo Sabico nữa. Chỉ cần kéo Sabico xanh là thị trường ngút ngàn hạnh phúc ngay. Chắc chắn là như thế. Thì ở đây đang dự bán Sabico có 5.000 thôi. Anh nào anh bỏ mua 10.000 thị trường ngút ngàn hạnh phúc ngay. Bất động sản, thép, ngân hàng và cổ phiếu mà lâu nay được lãng quên. Ví dụ như bột giặt này, gồm có Lít này, Net này, Đức Trang này. Bây giờ đang quay lại với mấy cái dòng. Bởi vì sao nó lại quay lại với mấy cái dòng này? Anh chị phải biết thế này này, đại hội cổ đông sắp tới rồi. Kết quả kinh doanh của quý 1 á, thì những doanh nghiệp nào tốt họ sẽ book lợi nhuận ngay vào đại hội cổ đông luôn. Nên là những cổ phiếu nào tốt mà lâu nay anh chị đánh giá là cổ phiếu tốt á, thì nó sẽ là tốt, nó sẽ quay lại với cái lợi nhuận kinh doanh tốt. Thì trong cái list danh sách cổ phiếu tốt anh chị có muốn lọc lại không? Đấy, tìm lại cái danh sách mà hôm bữa em gửi cho anh chị đấy. Sabico là mã là SAB. SAB. Trời ơi, wifi rớt hết rồi còn đâu nữa. ACB thì chiều nay tăng mạnh rồi. Đặt 44, đặt 1.2 triệu. Đã năm luôn. Ôi, đã xong kìa mẹ ơi. Tên như vậy.
Tiếc cái gì đâu, hôm qua nó giảm thì hôm nay nó tăng thôi, tiếc cái gì đâu. Đấy, đất xanh nó quánh lại cho các anh chị kìa. Ui ơi, Nam Long đất xanh VCG Kinh Bắc hút vít. Đó, hôm nay có khả năng có lại còn quay sang cả ngành bất động sản nữa thì thôi, đúng thị trường chiều nay không thể là chơi láo được nữa rồi. Em nghĩ là khó chơi láo lắm, đội nào chơi láo chiều nay nữa là đội chết. Nói chung là cảnh báo những tay mà định có ý định chọc sale là chiều nay thằng nào chọc sale là coi chừng vỡ alo. Cái này em là cảnh báo ngay từ sáng sớm luôn để cho bà con biết đó, dự phòng tiền bạc, chiều nay thằng nào đánh chọc sale nữa dập chết nó đi. Nói tóm lại là thế. Ông nào có ý định sọc sale phá hoại thị trường á thì chiều nay anh chị em cùng nắm tay lại đập chết nó đi. Kinh Bắc hả? Kinh Bắc thì chẳng có gì để nói cả. Con này trì quá, giai đoạn này hơi trì. Nó trì cũng có nguyên nhân của nó đấy anh chị. Bởi vì cái Kinh Bắc á, kết quả kinh doanh quý tư của nó không được tích cực như là kế hoạch. Nó không được giống như kế hoạch nên là cái việc nó trì lại nó cũng tiềm ẩn cả việc là lực cầu vào nó yếu. Thị trường 6 điểm rồi. Chỉ cần 1 điểm nữa thôi là 720. 1 điểm nữa thôi. Cá nhân em hồi sáng này em có nói với anh chị trong phòng lúc buổi sáng ăn cơm nhá, bảo là chắc chiều nay nó tăng 7 điểm. Thế mà nó tăng 7 điểm thật các anh chị ạ. Nói thì chém gió nhưng mà nói thật là nó cũng có nhiều cái căn cứ mà hôm qua trong cái room mà cái nhóm tự doanh nhá, cái nhóm bọn em á, em có nói động viên tinh thần ngày hôm qua cơ chứ không phải hôm nay luôn. Nội dung em nói nó nôm na nó như thế này anh chị này. Chiều hôm qua có nói với mọi người vì thấy mọi người sợ hãi quá. Hôm qua có nhiều người hỏi là tại sao thị trường nó giảm thì em trả lời là hôm qua thị trường giảm là do thế giới giảm mạnh. Và có một vạn mà thế giới giảm mạnh thì có hai lý do. Lý do thứ nhất là do là Triều Tiên nó thử tên lửa. Lý do thứ hai nữa là ở Anh thì có việc mà khủng bố mà chỉ gây ra chết 4 người, bị thương mấy chục người đấy. Thì thị trường thế giới nó bị chấn động, nó giảm. Thị trường Mỹ giảm hơn 200 điểm. Nikkei của Nhật giảm hơn 400 điểm. Và cũng vì thế nên là các quỹ bị rút ròng, cộng với việc là áp lực của thị trường thế giới đỏ nên Việt Nam nó cũng cuối phiên nó thấy sợ quá nó cũng đỏ. Đó là cái chuyện về tại sao nó giảm. Còn cũng có động viên là phiên hôm nay sẽ xem nếu mà phiên ngày mai mà banh và vẫn giữ được nhịp tăng, cộng với việc là hết cái áp lực của ETF, ngày mai hôm qua là áp lực hàng về ETF kết hợp với Vinamilk tăng lên, đúng không anh chị? Thì thị trường sẽ ổn. Và em dự báo rằng là giữ nhịp cho thị trường gồm có Vinamilk, Vincom, Sabico và ngành băng. Ngành băng kết hợp với một chút của ngành thép thì thị trường sẽ tăng mạnh. Ai dè hôm nay không những thế nó còn quất luôn cả ngành bất động sản luôn. Cuối phiên này nó quất bất động sản luôn. Thì thưa với các anh chị là cái việc giảm hơi khó. Giảm hơi khó. Và khả năng Hòa Bình sẽ lại bốc lại anh chị ạ. Đất xanh bốc thì Hòa Bình nó cũng bốc theo. Đấy, ngành bất động sản em đang nhìn theo ngành. Thị trường tăng 6 điểm. Đấy, tình hình nó là như thế nên là cũng là tích cực thôi. Còn mấy cổ phiếu ngân hàng nó giữ được cái sắc xanh á, đó là rất là mạnh anh chị. Bởi vì mấy phiên gần đây nó tăng mạnh mà khi mà nó điều chỉnh sắc xanh mà lại thanh khoản thấp á thì cực kỳ tốt luôn. Cực kỳ tốt luôn. Khi mà nó lên với khối lượng cao mà khi nó chứng lại nó không những không giảm mà nó còn là tham chiếu mà lại còn xanh một chút mà khối lượng thấp. Thì thưa với anh chị là đường đi của ngành băng còn dài lắm anh chị. Dài là bởi vì sao nó dài, em phân tích một cách tổng quan như thế này này, tất cả các cổ phiếu ngành băng luôn. Vietcombank còn dư địa rất là lớn để tăng mạnh. Đây này, nhìn Vietcombank nha anh chị, em nhìn Vietcombank nói chuyện với anh chị luôn. Để hôm nay em PR với anh chị luôn, cùng tay nhau nắm tay lại kéo thị trường lên qua 720 phát. Hy vọng là qua được nha. Qua cho cả nhà cùng vui, đúng không? Thì hiện tại Vietcombank nó đang bị áp lực tại cái Qjun. Theo Ichimoku á, thì Qjun phẳng của Vietcombank đang là 38.2 và nó đang bị áp lực ngay đó. Thì chỉ sớm hay muộn là nó qua thôi. Thì hôm qua một lần nó chạm là nó giảm lại, hôm nay lần thứ hai nó chạm là nó giảm lại, thì lần thứ ba là nó sẽ lên, thì là ngày mai Vietcombank nó sẽ lên. Vậy dư địa của Vietcombank thì nhiều người sẽ hỏi em là Vietcombank đi về đâu. Thưa với các anh chị, Vietcombank đi về 42. Vậy dư địa của ngành ngân hàng Vietcombank là về 42, đúng không nào? Nhìn biểu đồ kỹ thuật, anh nào mà dân kỹ thuật, đây cái này em nói bởi vì em nói công khai nên là anh nào dân kỹ thuật nhìn phát thấy ngay Vietcombank khả năng cao phát xuất về 41, 42.
Đấy, anh nào anh nghệ thuật cứ chia sẻ đi, em nói chân gọi là chân tình luôn. Nhịp điều chỉnh của Vietcombank cũng điều chỉnh chuẩn luôn, theo quy chuẩn của phân tích kỹ thuật luôn. Chuẩn về mặt thời gian và chuẩn về mặt giá luôn. Ông nào dùng Fibonacci cưa cho em phát nó cũng nha đúng như thế luôn, đó là Vietcombank. Thứ hai nữa, dư địa của ACB thì lúc nãy thì em chém tí lên 30 thôi, nhưng mà chắc là khoảng 27-28. Bây giờ giá đang 25 mà lên 28 thì cũng còn dài lắm anh chị. Đấy là dư địa của ACB là sẽ hỗ trợ cho thị trường của HNX, đúng không anh chị? Còn ở phần của bên này thì có BIDV và Công Thương. Thì BIDV thì với hai phiên khớp lệnh, mỗi phiên gần 10 triệu cổ phiếu, hôm nay khớp lệnh đến bây giờ là 3 triệu rồi thì là 23 triệu cổ phiếu. Anh chị phải hiểu thế này này. Ở ngoài thị trường BIDV có 140 triệu cổ phiếu đang lưu hành thôi, còn lại là bên ngân hàng nhà nước nắm sạch. 140 triệu thì có 40 triệu là tổ chức nắm, thì có 100 triệu cổ phiếu bên ngoài thôi. 100 triệu cổ phiếu bên ngoài mà khớp lệnh 3 phiên gần 30 triệu cổ phiếu, 4 phiên 5 phiên 30 triệu cổ phiếu thì dư địa gia tăng của BIDV còn rất là lớn và rất dài, thậm chí là dự báo là khoảng tầm 100 khoảng tầm giá khoảng tầm 20 á, trong ngắn hạn thì khoảng tầm 20. Công Thương cũng vậy luôn anh chị, Công Thương cũng vậy. Còn cái chỗ mà STB, EIB thì không dự báo nữa, không nói thêm nữa. Còn Vinamilk thì dư địa của Vinamilk có thể tăng tới 150 anh chị. Có thể tăng tới 150. Nhưng điểm ngắn đầu tiên của Vinamilk đến đó là 145 anh chị ạ. 145 Vinamilk anh chị. HNG với HAG thì em khỏi dự báo luôn, con này thì nó đi xuống thế nào đi lên thế đấy. Anh chị coi lại cái lúc mà nó đi xuống á, nó đi như nào, nó xuống như nào, nó y cái đường nó đi lên. Anh chị chỉ cần lật ngược cái biểu đồ đi xuống thì nó sẽ ra cái biểu đồ đi lên. Chắc chắn luôn, chỉ cần đem cái biểu đồ đi xuống như thế nào, anh lấy cái biểu đồ đó, anh lật ngược nó lại là nó ra biểu đồ đi lên, chắc chắn luôn đấy. Đó anh chị không thông tin cứ làm thử đi. Ok, chào các anh chị nhé, kết thúc trực tiếp ở đây. Tôi nói chào các bạn, tí nữa để lấy sức để kéo thị trường.